chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi hàng một môn phái đường môn. Thật sự là mình rất là trân trọng và rất là quý những anh em nào mà có được những cái chỉ số cao mà họ post hình lên để cho những anh em khác họ tham khảo, và đặc biệt cua có thể là soi hàng của họ luôn anh em. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đây là nhân vật Tân Anh server S17. Anh ấy đã chuyển qua đường môn và anh ấy giả bộ hỏi với cái chỉ số này mình chơi thế nào được anh em. Phải nồi ông chuyên gia chơi giả bộ hoài ba. Đây là một cái chỉ số con đường môn rất là mạnh, thật sự rất là mạnh. Có một cái cặp build rất là thú vị của anh ấy. Đầu tiên thì mình xem tấn công của anh ấy là 24k7 ha, đúng không? Sinh lực anh ấy cao nha, 374k, với con đường môn 374k máu này cũng ok. Nếu như mà anh em nào mà thấy cái số lượng của mình, máu của mình quá cao, sinh lực không thì thường anh em là sẽ không tăng thể chất, mà cái dư điểm của anh em sau khi mà anh em tăng full sức mạnh á, dư điểm sẽ tăng thần pháp để lấy thêm chút xíu né và chút xíu chính xác, đúng không? Anh ấy không tăng vô thằng bảo anh ấy tránh, bảo anh ấy tránh của anh ấy là tầm khoảng 2k4 thôi, né tránh của anh ấy 8k, một cái chỉ số rất là ổn đối với ở giai đoạn 139 cấp. Qua chí mạng sẽ thường chí mạng. Đây là một con đường môn dứt điểm đối phương rất là nhanh gọn lẹ, với cái chỉ số chí mạng rất là cao là 4k8, cao châu mình không có đánh giá rất là cao được anh em. Tại vì rất là cao là con thiên nhẫn này, thiên nhẫn kích là nó búp lên cái mật tịch cao lên 99999, cái kiểu gọi là rất là cao, đúng không? Đây là một chỉ số chí mạng dành cho cái ạc này là 4k8, cao nha. Tại vì anh em phải biết là chúng ta muốn có được cái chỉ số chí mạng 4k8 và có cái chỉ số sát thương chí mạng 7k6 như vậy là tốn rất là nhiều cái cách build chỉ số chăm chút từng cái rất là ghê gớm luôn. Nên là lên 4k8 sẽ có cái lý do đấy là 4k8 cái thằng chỉ số chí mạng này, thì mình sẽ phân tích chút xíu đây rồi mình sẽ soi hàng anh ấy như thế sau nha. Con đường môn là một môn phái có cái chiêu số 2 chiêu lướt, nó giúp cho bản thân của đường môn tăng khuếch đại sát thương và nó sẽ tăng luôn thu nhỏ sát thương. Anh em có thể nhìn thấy là thu nhỏ sát thương của anh ấy là 368 điểm, tương đương với 36.8% nếu như mình không lầm. Thì với một cái môn phái mà đánh tay dài mà có được khoảng tầm trên 30% thu nhỏ sát thương là ạt nó châu nha anh em, châu đấy. Rồi, khuếch đại sát thương của anh ấy là 932 điểm, tương đương với là 93.2%. Rất là cao luôn, một cái nội cái chiêu số 2 thôi là nó cô nhớ là 32% khuếch đại sát thương rồi. Chưa kể là chiêu bị động, chưa kể là cái mật tịch cao hay là mật tịch chung nữa. Theo như mình nhớ là nó cũng sẽ có tăng lên cái khuếch đại sát thương nữa. Đó là cái con đồ môn này mỗi khi mà nó lướt được một cái, nó có được cái trạng thái khuếch đại sát thương, thu nhỏ sát thương nó cực kỳ kinh khủng luôn á anh em. Và chỉ số lên tới 932 điểm khuếch đại sát thương là 93.2% khuếch đại sát thương, là cộng thêm đam 1 tấn luôn. Rất là ghê. Quay lại với cái việc mà chí mạng 4k8 này, cô nghĩ là anh ấy có ý đồ, tại vì là với cái hạt của anh ấy có thể build lên cao nữa, nhưng mà anh ấy không build lên cao mà anh ấy đẩy vô cái thằng sát thương chí mạng, có nghĩa là anh ấy đánh với những người vòng vòng trong server á, thì anh ấy lên đa màu vàng là anh ấy biết là cái ngưỡng full của cái thằng chí mạng là để nhiêu đó là đủ rồi. Thôi nói full không phải là đúng, không đúng, cái ngưỡng mà anh ấy tạm ổn khi mà anh ấy sử dụng chí mạng là nhiêu đó đủ. Khi mà anh em đánh vô một người chơi mà anh em thấy lên đam vàng liên tục là có nghĩa là anh em đang chí mạng rất là tốt vào đối phương, là có nghĩa là kháng chí mạng của đối phương thấp hơn cái chỉ số chí mạng của anh em rất là nhiều. Đó là khi mà anh em đánh vô người ta nó lên chí mạng liên tục, thấy không? Cái kháng chí mạng này và miễn sát thương chí mạng này, nếu như anh em là một người chơi có nghiên cứu game và hiểu về game, chỉ cần hiểu xíu thôi về cái thằng kháng chí mạng và miễn sát thương chí mạng thôi đó, thì anh em cũng biết là cái game này miễn sát thương chí mạng sẽ dễ build hơn kháng chí mạng rất là nhiều. Miễn sát thương chí mạng có ở khảm nè, có ở đá nè, đúng không? Rồi có ở những con bét như hậu khôn đồ này nọ nè, bét thì nó cũng chiếm đa số, đúng không? Rồi có nhiều cái nữa nó tăng miễn sát thương chí mạng cho chúng ta rất là nhiều.
Còn cái việc mà kháng chí mạng, đây là một cái thuộc tính rất là ngon, rất là ngon. Nhiều anh em đánh giá nó rất là ngon. Nhưng tại sao mà ít người build? Tại vì rất là khó build. Hiện tại là kháng chí mạng của chúng ta có ở đá, rồi có abet hết, đúng không? Đa phần là anh em sẽ như vậy. Còn cái thuộc tính thêm này chắc chắn là cái đó là rất là khó để lấy rồi, đúng không? Mình chỉ nói cơ bản là như vậy. Còn cái thằng miễn sát thương chứ bạn, anh em có được gì? Ấn nè, quen ấn nè, đúng không? Rồi có được khảm đâu này nọ, anh em build rất là dễ. Nên là đa phần là người ta sẽ build miễn sát thương chí mạng. Vì vậy kháng chí mạng anh em sẽ không build cao được, và muốn build cao thì đầu tư rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Rồi chí mạng của anh ấy là 4k8, thì khi mà đánh vô người ta mà lên chí mạng liên tục thì có nghĩa là anh ấy đánh với những người chơi khác lên chí mạng liên tục. Đó là anh ấy nghĩ là tầm 4k8 đến 5k chí mạng là ok. Còn lại là anh ấy sẽ dồn vô sát thương chí mạng vì biết đối phương sẽ build miễn sát thương chí mạng nhiều. Nên là anh ấy sẽ build cái thằng sát thương chí mạng. Và với cái khuếch đại sát thương của con đường môn thì chắc chắn là sẽ gây ra một lượng sát thương rất là lớn. Mình có đọc các comment của anh em giao lưu với nhau, có một anh em nói là nếu mà gặp con thiên dương thương 5k sát thương chí mạng mà chọt ảnh thì khả năng ảnh sẽ lên đường. Sát thương chí mạng 5k thì khi mà đánh vô miễn sát thương chí mạng mà chỉ có 3k thôi thì khả năng là sẽ bị vô đam rất là ghê, nếu như chí mạng của anh ấy được kích hoạt lên chí mạng. Sát thương chí mạng của thiên dương đó là 5k sẽ ăn cái thằng miễn sát thương chí mạng này, sẽ vô đam rất là ghê, đúng không? Và anh chủ hàng của chúng ta cũng phản hồi lại, đó chính là ngũ hành nhược hóa của mình là 2k2, nên là mình cũng sẽ giảm đam của đối phương được rất là nhiều. Đó, cũng có một cái bài binh rất là hay từ vị trí của đồng môn luôn á anh em. Những người chơi người ta có nghiên cứu á thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái cách build đồ, cái binh đồ luôn á. Và đồng môn là một trong những môn phái có khả năng solo tốt nha anh em. Nếu như mà anh em binh đồ tốt, build đồ tốt, anh em BK tốt nữa thì thật sự nó là con quái vật luôn á. Mình đang đợi một cái kèo solo giữa một con đồng môn với những môn phái khác, kể cả những môn phái hệ kim, xem nó như thế nào. Cái cách build này của anh ấy là theo cái dạng là, một, nếu như mà tôi đối đầu với ông, tôi kích hoạt cái chiêu số 2 lên trước để tôi có mạnh nhất, cái thằng khuếch đại sát thương cao nhất luôn. Tôi mà chơi hết combo mà ông không lên đường, mà ông quay qua áp sát được tôi, mà ông chơi được tôi á, thì khả năng là tôi lên đường, đúng không? Kiểu giống như là chơi khô máu luôn á anh em. Một là tôi sốc đam ông lên đường, hai là nếu ông mà áp sát được tôi mà sốc đam được tôi á, hay là tôi sốc đam tôi chơi chiêu vô ông mà ông không lên đường á, thì tôi sẽ bị lên được. Tại vì cái chỉ số kháng chí mạng của tôi nó 3k5 cũng không có thực sự quá cao, và đặc biệt là miễn sát thương chí mạng của tôi chỉ có 3k cũng không quá cao. Đối với một người chơi khác, nếu như mà họ chịu được một combo của cái anh này, đặc biệt nha, nếu như cái người chơi khác có cái chỉ số cũng giống như của cái anh đường môn này, cũng có chỉ số chí mạng là 4k8, đúng không, mà đánh vô anh đường môn này, khả năng là cái anh này sẽ bị dính cái đam chí mạng rất là nhiều. Và đặc biệt nếu như mà cái người chơi kia có thể build lên sát thương chí mạng 7k thôi thì chắc chắn là anh này sẽ bị ăn rất là nhiều đam. Nhưng mà trước khi để vô đam anh này thì bắt buộc là phải chịu đam của anh ấy trước. Đây con đường môn nó chơi chiêu lẹ mà đó, nên là có thể là anh ấy sẽ tung đòn trước. Nếu đối phương mà vẫn còn sống thì đối phương tung đòn ra lại thì chúng ta sẽ bị nhận rất là nhiều sát thương. Nhưng có một điều nữa, đó chính là thu nhỏ sát thương của con đường môn là 3 mấy% lận. Nên là anh ấy cũng trâu á anh em, thấy vậy thôi chứ không đơn giản đâu. Mà cái cách điều độ rất là hay, rất là hay của anh Tần Anh ở bên server S18 của chúng ta, quá dữ dội luôn anh em. Thật sự con đường môn này thì mình đang mong chờ một cái kèo mà anh ấy sẽ chia sẻ lên trên group cộng đồng của Kiếm Thế Origin xem, khi mà đánh với những người mà ngang kèo anh ấy. Tại hiện tại là anh ấy đang có cái số tài phú, đó chính là 3.5 triệu, mình cho anh em xem. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đây, số tài phú con ấy hiện tại là 3.5 triệu. Một con đường môn 3.5 triệu có cái chỉ số rất là ngon nha. Nhưng mà ổng thuộc dạng mà chắc dân đúc khí linh hả anh trai? Có 50 khí linh à?
Phải nồi giờ ông mang vô một cái set tầm 130 thôi. Là trung bình các anh em top là người ta chơi 130 không à. Ai mà nhiều tiền hơn chơi 150 đồ này nọ mình không nói nha. À, chứ mà đa phần mấy ổng chơi 130 là nhiều. À, bây giờ là 130 nếu như mà 130 healing này đúng không? Mà ổng đánh nhau với người ta nữa thì thực sự là mình đang rất là mong chờ cái kèo mà anh ấy đánh nhau với những người chơi khác tầm khoảng 4 triệu tài phú đổ lại. Còn lên trên nữa cũng ok đúng không? Đang chờ anh em. Đó, hôm nay thì cô thấy là có một cái bài như thế này thì khá là thú vị thật sự luôn. Mình rất là hy vọng cái cộng đồng kiếm thới của chúng ta là sau này có những cái chỉ số hay hay nữa, những cái acc build hay hay nữa, anh em hãy post lên để cho cua và những người khác có thể tham khảo về cái cách build của anh em, về cái chỉ số của anh em bàn luận cái kiểu. Và nếu như mà trong cái phần bàn luận này, bình luận này của cua mà có sai sót gì thì mong anh em thông cảm nha, tại vì cái đó là quan điểm cá nhân của cua thôi. Và mong anh chú bạn nếu như mà có coi video này mà cua có nói gì sai gì đó thì anh em thông cảm nha, hoặc có gì góp ý bằng cách là comment phía bên dưới nha anh em. Đang mong chờ một cái video solo giữa anh em với những anh em khác ở trong server hoặc là liên server kiếm kèo ngang up lên cái kiểu cho vui. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt biêu ạt nạp chiếc khẩu dinh nhanh dinh chậm nạp kiếm tôm up hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server, nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sun Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.